Cố lên nào, trận đấu đầu tiên của xe đấu thứ ba. Bên đấy quay web mà có quay clip rồi. Tôi quay clip. Yes, yes, yes. Maxi Quid cầm min, Nhất cầm IA, còn Crick dành cho Tiểu. 97 cầm AC. Công Mark C. Phô dành cho mèo, còn chi mệnh là người cầm IA. Bằng đôi bạn cái thế hai cung và hai chém là dễ dàng rồi. Tao thể dễ nhận thấy. Còn bên mình là ba chém và một cung A của Cam Quýt cầm Min Oan. Hoàng Mai Nhi đây, cầm Mark C đây. Tiểu Greg quả hơi xa. Cái thế đầu cánh đang mới chỉ ở một con voi và bầy hươu đầu. Văn Nhất cũng thấy voi rồi. Bầy IA nằm trong cánh. Những cái thế bán sa mạc như này thì chắc đi dâng lờ chém thôi. Thêm quả phụ. Đồ cũng được được đấy. Quả 6 luôn. Hươu đầu đây rồi. Thêm đôi voi nữa thì là một bài rất khỏe. Thấy đêm đôi voi nữa đi. Rồi, một con voi. Cũng là bài đẹp rồi. Rồi, chào Nghiêm Vinh. Chào Nghiêm Vinh. Bạn này chắc cũng ở Phú Đô đây. Họ Nghiêm ở Phú Đô. Bên Phú Đô cũng là bên họ đằng ngoại nhà của mình đấy. Đây là Cam Quýt. Bài Min Oan nằm đầu cánh. Cái thế thì khó mà đánh cung A được rồi. Thế nhà khá trống. Thôi xem Quýt sẽ cơ cấu kiểu gì đây. Chuẩn rồi. Mỹ Đình thì xuất thân từ Phú Đô. Mỹ Đình bây giờ thì không thi đấu AOE nữa. Anh kinh doanh tại nhà thôi. Chuẩn đấy Tuân Lê. Làng Phú Đô là làng bún mà. Làng nghề truyền thống đấy. Chào Nghiêm Vinh nhá, mình không phải là Linda. Bài Quýt không quá mắc binh. Trở lại với Văn Nhất. Bên kia đội bạn là Cung Tuyển và có chém Tuyển IA. Một Mark C cũng sẽ gây ra được cái sự khó chịu lớn. Ice.
Rồi, đi dâng lờ trận này đến từ Văn Nhất. Anh ngục đấy à? SH của em thì để cho chuột nó cắn rồi. Mà chuột nó cũng giỏi thật đấy, cắn thủng được cả lốp SH thì cũng chịu. Màu 1 đi dâng lờ này. Màu 1 đến từ công Maxi. Chưa lên đời. Tiểu Garrick không quá sớm. Đây, Hoàng Mai Nhi. Chúng ta đánh toàn chém thôi. Màu 2, dân màu 2 cũng đang chạy gần gần lên nhà Cam Quýt rồi. Cố gắng để xử lý nhanh. Mèo mèo cầm phô. Dâng A hay sao? Dâng A, dâng A. Phô dâng A luôn vào nhà của Minwan Cam Quýt. Căng nhở. Trở lại với Văn Nhất. Quái quá, một bài đấu mà đội bạn công luôn với nhà Quýt, chủ lực duy nhất bên mình rồi. Cả màu 3 truy mệnh đầu cánh và cả meo meo dâng A vào. Cái thế nhà màu 4 này cũng khung hốc rồi. Bài màu 1 này cũng đẹp này.